các bạn, du dương đâu đó tiếng nhạc cất lên, nghe tao thất thương hình ảnh của mảnh đất xứ Nhãn. Và chắc hẳn nhiều người con Hương Yên sẽ rung động khi nghe bài hát Quê hương ngày mới của ca sĩ, nhạc sĩ Đức Chính, người nghệ sĩ đã hơn 30 năm nặng lòng với âm nhạc Việt Nam. Sinh ra và lớn lên nơi phố cổ Hà Nội, anh đã bén duyên âm nhạc ngay từ những năm tháng trong quân ngũ với chất giọng Hà Nội sang trọng, mượt mà, đầy cảm xúc. Anh là người đã thể hiện thành công rất nhiều bài hát về Hà Nội, điểm nhấn là ca khúc Nhớ tuổi thơ Hà Nội. Chính vì vậy mà anh đã được gắn danh xưng người đánh thức ký ức về tuổi thơ Hà Nội. Không chỉ là ca sĩ tài hoa, Đức Chính còn say mê với nghiệp sáng tác. Nhiều tác phẩm để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Nhớ quê, Đất nước huyền thoại, Mùa nước cạn, Ta tan vào nhau. Đó là bốn ca khúc đã đoạt giải thưởng thường niên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Trong đó, Kỷ niệm không quên, bài hát đầu tay của anh đã được rất nhiều người yêu mến và đã trở thành bài ca truyền thống của quân chủng cho đến tận hôm nay. Khoảng năm tháng 6 năm 1969, khi Bác Hồ về thăm một cái đơn vị phá cao xạ ở Hà Nội, Bác còn dặn là bây giờ cố gắng là mỗi một viên đạn pháo, đạn cao xạ này bắn lên trời là tốn bao nhiêu tấn tóc, bao nhiêu tấn gạo của người nông dân ấy, cố gắng bắn càng ít, hạ máy bay càng tốt. Rồi Bác chia quà, chia thuốc lá, chia kẹo cho bộ đội. Thì tự nhiên lúc ấy thì trong mình nó trào dâng cảm xúc và mình đã viết một cái bài là bài Kỷ niệm không quên. Với giọng hát trời phú và những nỗ lực không ngừng, ca sĩ Đức Chính đã đạt được nhiều giải thưởng lớn như Huy chương vàng toàn quân năm 1979 với bài hát Kỷ niệm không quên do anh sáng tác, giải Người hát hay nhất, bài hát về đề tài người lính tại Hội diễn đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc, Huy chương vàng Hội diễn ca khúc chính trị toàn quốc năm 1980. Hơn 30 năm nỗ lực cống hiến, ca sĩ, nhạc sĩ Đức Chính đã vinh dự được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2012. Cuộc sống của người nghệ sĩ vất vả, gian truân là vậy, nhưng cái chất nghệ như ngấm vào cuộc sống của anh, nên lúc nào anh cũng cảm thấy yêu đời, lãng mạn và bay bổng. Phải chăng vì thế nên nhìn anh trẻ hơn nhiều so với tuổi 66 của mình? Thì mình nghĩ rằng là mình sẽ tiếp tục cái con đường đó cho đến khi nào mà máu còn chảy tới tim, khi nào trái tim còn còn rung động thì tiếng hát còn tiếp tục, và hy vọng rằng là cái việc đó sẽ là một cái cơ may, là một cái ưu ái của đất trời đã cho mình một cái giọng hát như vậy, thì mình sẽ phục vụ hết mình và gần như là không có điều kiện. Vâng, những giai điệu tươi vui cùng lời ca ngọt ngào đằm thắm của bài hát Quê hương ngày mới đã mang đến cho người nghe một cảm xúc tràn đầy khí thế về vùng quê Hưng Yên đang từng ngày đổi mới. Cùng với đó là lời thơ giàu cảm xúc và mang đậm chất liệu của vùng quê đồng bằng Bắc Bộ. Và trong chương trình tác giả tác phẩm của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ, trao đổi với người ca sĩ, nhạc sĩ đầy tài năng đã viết lên ca khúc đó, đó chính là nhạc sĩ Đức Chính. Xin chào nhạc sĩ Đức Chính ạ. Xin được cảm ơn nhạc sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình tác giả tác phẩm của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên ạ. Vâng, lần đầu tiên thì Đức Chính xin được cảm ơn đã một lần nữa cho Đức Chính được xuất hiện để phục vụ đông đảo bà con tỉnh nhà cũng như là khán thính giả toàn quốc. Trước tiên thì anh Tiếp xin phép được gọi nhạc sĩ là anh ạ, bởi anh Tiếp được biết là nhạc sĩ thì cũng mới nghỉ hưu được vài năm nay. Tuy nhiên thì theo cảm nhận của anh Tiếp cũng như là nhiều khán giả thì thấy dung mạo cũng như là phong thái của anh khá là trẻ trung ạ. Phải chăng đây chính là lý do mà nhiều người yêu nhạc đã gắn cho anh danh xưng là người đánh thức ký ức về tuổi thơ Hà Nội? Vậy anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về danh xưng này được không ạ? Vâng, cái hình hài thì là trời cho, cha mẹ cho, cộng với cái sự giữ gìn rèn luyện của mình. Còn cái danh xưng đó thì tôi nghĩ rằng là đấy là một sự may mắn. Thứ nhất là tôi có một cái giọng hát nó rất là trẻ trung, trong sáng mà nó giữ được một thời gian rất là dài. Thứ hai là tôi gặp được những cái tác phẩm nó rất hợp với mình, rất hợp với những cái ký ức tuổi thơ Hà Nội.
của những cái thế hệ cùng lứa tuổi với tôi hoặc lớn hơn tôi hoặc trẻ hơn tôi một chút. Đó là thí dụ như bài Tuổi thơ Hà Nội của anh Nguyễn Cường. Và rất là may mắn là tôi là một trong những người đầu tiên được hát bài hát đó. Bài hát đó thì nó đúng là nó gợi lại những cái nét đặc trưng, những cái gì mà đặc sắc nhất, tiêu biểu nhất của tuổi thơ Hà Nội. Bên cạnh đó thì tôi cũng lại gặp một cái bài hát mà gợi lại những cái kỷ niệm, ký ức của Hà Nội. Đó là bài hát Cảm xúc tháng 10 của nhạc sĩ Nguyễn Thành. Nhạc sĩ sáng tác bài hát đó khi những đoàn quân chúng ta tiến về giải phóng Hà Nội tháng 10 năm 1954, mà cái người truyền tinh thần, tình cảm cũng như là âm nhạc của bài hát đó cho tôi lại là cái người thầy dạy tôi, dạy chuyên môn, phụ trách chuyên môn tôi ở trường nhạc, đó là nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Đấy là những cái may mắn mà tôi nghĩ rằng là cái cơ duyên để sau này mà tôi có thể là đóng dấu vào trong trái tim khán giả về một ký ức tuổi thơ Hà Nội. Dạ vâng, như nhạc sĩ đã chia sẻ thì Hà Nội chính là nguồn cảm hứng bất tận của nhạc sĩ đúng không ạ? Vậy cơ duyên nào đã đưa anh đến với Hưng Yên và viết lên ca khúc về mảnh đất, con người nơi đây đầy ngọt ngào đến vậy ạ? Thực sự là để có một cái sự ngọt ngào đó thì ở đây tôi phải nói để bạn hiểu rằng là tôi là một con người sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hà Nội 60 mấy năm rồi. Nhưng mà cái tuổi thơ của tôi cũng như là trong quá trình tôi trưởng thành thì toàn những là quê hương thôi. Bé tí này đã phải đi sơ tán về miền quê. Rồi lớn lên đi bộ đội cũng lại đóng quân ở những cái miền quê. Rồi khi trở về nhà hát ca mối nhạc Việt Nam hay là lúc công tác ở đoàn nghệ thuật, đoàn văn công phòng không quân thì tôi được tiếp xúc và đi rất nhiều miền quê. Cho nên là khi mà tôi tham gia cái cuộc thi mà Hưng Yên phát động là nó vào trong con người mình một cách rất là tự nhiên. Thì mình rất thích với một cái tiêu chí của cuộc thi, tức là bài hát phải ngắn gọn, giai điệu ngắn gọn, ca từ ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hát, và đặc biệt là phải mang âm hưởng của vùng quê Hưng Yên. Cho nên là trong cái bài hát của mình có những cái mà nó phảng phất cái làn điệu chèo a i a a i a a i a i a a i a đấy, cái nét đó là cái nét mà làm cầu nối và nó quán xuyến và nó cũng kết thúc bằng cái a i a i a đấy, thì nó thấm đậm chất chèo. Thưa nhạc sĩ, bản thân Ánh Tuyết thì cũng rất may mắn nhiều lần được tham gia biểu diễn tác phẩm này, và mỗi lần thì những giai điệu cũng như là ca từ của bài hát được cất lên thì giống như là một bản hòa ca về mảnh đất Hưng Yên thật đẹp, thanh bình. Vậy trong tác phẩm này thì anh đã lồng ghép thủ pháp âm nhạc như thế nào ạ? Thực ra bạn biết rằng là trong văn học ấy, thì là về quy mô thì là cái thể truyện ngắn là nhỏ nhất. Trong âm nhạc cũng vậy thôi, ngoài những cái quy mô âm nhạc lớn như là giao hưởng, như là nhạc kịch, như là nhạc không lời sonat hay là những cái bản romang này khác ấy, thì ca khúc là một cái khuôn khổ hay là cái quy mô nhỏ nhất, mà đã nhỏ như vậy thì nó phải mang tính chất là rất là cô đọng. Ở đây cô đọng kể cả về lời lẫn kể cả về nhạc. Bài hát ở thể hai đoạn. Đoạn một thì giai điệu ở mức độ trung trầm để miêu tả cái tình cảm khi mà người nhạc sĩ nghĩ về Hưng Yên, rằng là ở đấy có những cảnh vật, có những con người, có những cái gì đặc trưng nhất. Thì phần hai tạm gọi là phần điệp khúc thì giai điệu âm nhạc lúc này sôi nổi hơn, được nâng lên ở một cái âm khu cao hơn, để từ đó bộc bạch cái tình cảm sau khi mà đã nghĩ về Hưng Yên, đã được hiểu về Hưng Yên, thì bộc bạch cái tình cảm đối với con người Hưng Yên. Bài hát Quê Hương Ngày Mới thì cũng đã được chính nhạc sĩ đã thể hiện bài hát này. Ngoài ra thì còn có cái sự thể hiện của nhiều ca sĩ khác. Tuy nhiên thì đài phát thanh truyền hình Hưng Yên thì cũng đã dàn dựng một bài hát và do chính những biên tập viên, những phát thanh viên thể hiện bài hát này. Vậy thì là anh đã theo dõi bài hát này chưa và anh có cảm nhận như thế nào? Thực ra khi người nhạc sĩ mà sáng tác bài hát thì người ta hay lên trên mạng tìm xem là cái sự lan tỏa, thì rất là hạnh phúc là thấy rằng là đài phát thanh truyền hình Yên cũng đã có một cái clip
trong đó là các cô gái mà mình còn nhớ rằng là rất thướt tha trong bộ áo dài trắng. Nhưng mình hôm nay mình rất là bất ngờ là hôm nay được phóng viên tiết lộ rằng đấy là do các biên tập viên, các đạo diễn rồi là phát thanh viên trình bày, thì mình cảm thấy ra là cũng rất là hay khi mà bài hát của mình được thể hiện theo nhiều cái phương thức khác nhau, là đơn ca, song ca và bây giờ là thúc ca nữa. Và mình hy vọng rằng là sẽ có lúc nào đó thì chúng ta lại được phối hợp với nhau, rằng là ca sĩ cùng hát chung với lại thúc ca nữ của đài. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là thú vị của nhạc sĩ Đức Chính về bài hát Quê hương ngày mới ạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn bài hát Quê hương ngày mới, sáng tác của nhạc sĩ Đức Chính và do chính các biên tập viên, phát thanh viên của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên thể hiện. Hãy subscribe.